Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Bộ trưởng Lục quân Mỹ nhấn mạnh việc triển khai hệ thống Patriot ở Ukraine là một bước quan trọng về mặt chiến lược vì chúng có thể chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa một cách hiệu quả. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth ngày 19 tháng 10 xác nhận hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine do kíp trắc thù của Mỹ điều khiển. Những hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Sự tham gia của quân nhân Mỹ đặt ra những câu hỏi về cái giá phải trả và hậu quả đối với chính nước này. Bà Wormuth nhấn mạnh rằng việc triển khai hệ thống Patriot ở Ukraine là một bước quan trọng về mặt chiến lược vì chúng có thể chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa một cách hiệu quả. Tuy nhiên, gánh nặng đổ lên vai quân đội Mỹ, các hoạt động liên tục ở tuyến đầu không chỉ đòi hỏi chi phí tài chính đáng kể mà khiến đội ngũ vận hành các tổ hợp này bị quá tải. Điều này khiến quân đội Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng và về lâu dài có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này. Bà Wormuth cho hay, việc duy trì hoạt động của các hệ thống công nghệ cao như vậy không chỉ đòi hỏi nguồn nhân lực mà còn phải liên tục hiện đại hóa chính các tổ hợp. Câu hỏi đặt ra là Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ hoạt động cho các hệ thống này ở Ukraine trong bao lâu mà không ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cam kết ủng hộ kế hoạch của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi với Nga. Ông cho biết sẽ làm việc với Kiev để thuyết phục các quốc gia khác ủng hộ đề xuất này. Kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố đầu tuần này với hy vọng buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự thông qua đàm phán. Đề xuất này đang được phương Tây xem xét. Trong đó, một nội dung quan trọng là lời mời Kiev chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha ngày 19 tháng 10, ông Barrot cho rằng không thể để Nga chiến thắng. Đó là lý do các cuộc trao đổi giúp chúng ta đạt được tiến triển trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky và tập hợp được số lượng lớn nhất có thể các quốc gia ủng hộ kế hoạch này, Ngoại trưởng Pháp nói. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022, Pháp trở thành một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine về quân sự, ngoại giao và kinh tế kiên định nhất ở châu Âu. Hiện tại, Pháp đang đào tạo và trang bị lữ đoàn lính mới của Ukraine để đưa ra tuyến đầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đây thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép Kiev tấn công vào trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa hiện đại mà họ cung cấp, bao gồm tên lửa từ Pháp. Tấn công tầm xa là một phần quan trọng trong kế hoạch 5 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra. Nhưng đến nay, các đồng minh của Kiev vẫn miễn cưỡng. Ngoại trưởng Barrot cũng cho rằng Pháp sẽ chuyển giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine trong 3 tháng đầu năm sau, kèm với việc đào tạo cho các phi công và thợ máy Ukraine để điều khiển và bảo dưỡng. Cũng trong cuộc họp báo, ông Barrot nói việc Ukraine chống Nga không chỉ là chiến đấu vì toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mà còn giữ vững tiền tuyến, ngăn cách châu Âu với Nga. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp diễn ra vào thời điểm Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi 190 tù binh theo thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm trung gian. Trong số 95 tù binh Ukraine, có 34 thành viên lực lượng Azov đã bảo vệ Mariupol và một nhà máy thép, nơi giống như pháo đài ở thành phố Mariupol và trở thành biểu tượng cho tinh thần phản kháng. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Slovakia Fico tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với tư cách thành viên của Ukraine trong EU. Tuy nhiên, ông cho rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine, một nội dung quan trọng trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky, có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Theo ông Fico, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky là một kế hoạch gây tranh cãi và làm chia rẽ các quốc gia EU. Đó là lý do tại sao Hội đồng châu Âu không đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề này. Thủ tướng Fico cũng nhấn mạnh Slovakia phản đối các vấn đề có thể gây ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, trong đó có việc Ukraine gia nhập NATO hoặc các nước châu Âu cung cấp tên lửa có khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Slovakia mong muốn tập trung vào sự hợp tác có ý nghĩa và hợp lý với Ukraine.
Trong khi đó, Thủ tướng Orbán tuyên bố Hungary không chấp nhận kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky vì kế hoạch này không có lợi cho Hungary. Về phía Ba Lan, Thủ tướng Donald Tusk cho biết nước này vẫn ủng hộ mở rộng triển vọng tư cách thành viên NATO cho Ukraine, tuy nhiên rất khó để xác định tính thực tế của kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky vì điều đó phụ thuộc nhiều vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo ông Donald Tusk, kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky sẽ được đánh giá lại sau cuộc bầu cử ở Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng tại hội nghị thượng đỉnh EU tại Bruxelles, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine phải ở trong thế mạnh trước bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga. Tổng thống Zelensky cũng đã đến Mỹ, Pháp, Đức và Anh để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ phương Tây. Các bộ trưởng quốc phòng G7 thông qua tuyên bố chung kêu gọi tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng tại phương Tây. Chúng tôi coi việc duy trì lợi thế quân sự của mình thông qua nghiên cứu, phát triển có trách nhiệm và áp dụng nhanh chóng các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi và mang tính đột phá là vô cùng quan trọng. Các bộ trưởng quốc phòng G7 cho biết trong tuyên bố chung được thông qua tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Napoli, Italia. Trong tuyên bố, các bộ trưởng quốc phòng G7 nhấn mạnh nhu cầu củng cố ngành công nghiệp quốc phòng, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ và hợp tác công nghiệp với các đối tác. Các bộ trưởng quốc phòng thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận nguồn tài chính đáng tin cậy, có thể dự đoán và ổn định cho các ngành công nghiệp quốc phòng. Họ cũng nhất trí sẽ tìm hiểu về hợp tác đa quốc gia về việc mua sắm vật dụng quốc phòng và tổng hợp nhu cầu để cải thiện hiệu quả, tuyên bố nói thêm. Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italy, Canada và Nhật Bản cũng có kế hoạch cải thiện khả năng tương tác dựa trên các tiêu chuẩn chung đã có. Họ thừa nhận nhu cầu giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và tạo ra lực lượng lao động đáng tin cậy và tay nghề cao làm trụ cột răn đe và phòng thủ. Đồng thời, tuyên bố cho biết các nước G7 ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các bộ trưởng cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine cả trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo đài RT, ngày 18 tháng 10, một nhà báo Ả Rập Xê Út đã hỏi suy nghĩ của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực hòa giải của quốc gia Trung Đông này và liệu Moscow có tham dự một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiềm năng nếu Riyadh tổ chức sự kiện như vậy vào cuối năm nay hay không. Ông Putin nói, Nga coi Ả Rập Xê Út là một quốc gia thân thiện và dành lời tán dương lãnh đạo nước này vì nỗ lực chân thành nhằm mang lại hòa bình. Vậy nên, nếu một sự kiện như vậy được tổ chức ở Ả Rập Xê Út, rõ ràng địa điểm đó sẽ khá thoải mái với chúng tôi, nhà lãnh đạo Nga nói. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên bản dự thảo từ các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022. Không lâu sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow và Kiev đã ngồi vào bàn đàm phán hòa bình ở Istanbul. Vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2022. Nhưng đến tháng 5, các bên đã tuyên bố kết thúc đàm phán và không gặt hái được bất kỳ thành quả nào. Theo ông Putin, phái đoàn Ukraine ban đầu đã chấp thuận một dự thảo hiệp ước để biến Ukraine thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội nước này, nhưng sau đó lại đột ngột rời khỏi bàn đàm phán. Sau đó, các quan chức Kiev tuyên bố họ không tin tưởng người Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây đã khuyên họ không nên chấp nhận các điều khoản của Moscow, theo RT. Vào tháng 9 này, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận việc Washington tin rằng các điều kiện được đưa ra cho Ukraine tại Istanbul không phải là một thỏa thuận tốt. Kể từ đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều khoản của Kiev, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991. Moscow từng nói, công thức hòa bình của ông Zelensky là không thể chấp nhận được.
và Kiev phải công nhận thực tế lãnh thổ mới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới đã phủ bóng lên cuộc họp của những người đứng đầu quốc phòng NATO tuần này, khi các quốc gia thành viên chuẩn bị cho kịch bản Mỹ đảm nhận vai trò ít hơn trong năm tới ở Ukraine nếu ông Donald Trump thắng cử. Trong một cuộc họp kín với các đối tác vào ngày 17 tháng 10 tại NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói về việc bầu cử sắp tới để trả lời các câu hỏi của đồng minh về sự kiện này cũng như cách nó có thể tác động đến viện trợ cho Ukraine. Bộ trưởng Austin cho biết ông không thể dự đoán tương lai nhưng vẫn có sự ủng hộ từ lưỡng đảng đối với Ukraine. Các quan chức NATO cho biết họ đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ đảm nhận vai trò ít hơn. Chúng ta không thể mong đợi Mỹ sẽ tiếp tục đảm nhiệm một gánh nặng quá lớn trong việc hỗ trợ Ukraine, một quan chức NATO cho hay ngày 17 tháng 10. Theo ông, đó là lý do tại sao Tổng thư ký NATO muốn liên minh này dẫn đầu về hỗ trợ an ninh thay vì để một đồng minh đảm nhiệm việc đó. Châu Âu cần phải hành động nhiều hơn, quan chức này nói thêm. Khả năng chiến thắng của ông Trump đã khiến tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị đặt dấu hỏi. Tháng trước, cựu Tổng thống Trump từ chối nói liệu ông muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột hay không và mô tả Tổng thống Volodymyr Zelensky là một người bán hàng, người mà lẽ ra không bao giờ nên để cuộc xung đột đó bắt đầu. Đối với một số quan chức, thời điểm này không thể tồi tệ hơn. Tôi rất lo lắng. Lạc quan không phải là từ tôi dùng để mô tả tình hình ở Ukraine hiện nay, quan chức NATO này nói. Nga vẫn tiếp tục đạt được những thành quả chiến thuật nhỏ bên trong Ukraine, đồng thời áp đảo Kiev với tỷ lệ khai hỏa là 3-1 trên chiến trường và duy trì lợi thế đáng kể về lực lượng cũng như đạn dược trước khi bước vào những tháng mùa đông khắc nghiệt. Tổng thống Joe Biden vẫn phản đối việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, một chính sách mà nhiều quan chức NATO không đồng tình. Bộ trưởng Austin ngày 18 tháng 10 cho rằng UAV giá rẻ do Ukraine tự sản xuất phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu bên trong nước Nga hơn là các tên lửa dẫn đường chính xác đắt đỏ. Ông cho rằng các UAV đã chứng minh được tính hiệu quả và chính xác cao. Nói rộng hơn, sự không chắc chắn về vai trò tương lai của Mỹ phần lớn đã thúc đẩy NATO củng cố quyền lực đối với việc huấn luyện quân đội Ukraine cũng như cung cấp hỗ trợ quân sự cho nước này. Đồng thời, trao cho châu Âu nhiều quyền kiểm soát hơn nếu Mỹ quyết định hạn chế hoặc dừng hỗ trợ Ukraine dưới chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, cơ chế đó được gọi là hỗ trợ an ninh và huấn luyện của NATO cho Ukraine vẫn chưa hoạt động đầy đủ và điều đó sẽ tiếp diễn trong nhiều tháng tới, một quan chức NATO khác cho biết hôm 18 tháng 10. Trong khi đó, các quốc gia châu Âu đang cố gắng tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quan trọng, không chỉ để duy trì viện trợ cho Ukraine nếu Mỹ rút khỏi hỗ trợ, mà còn để đảm bảo an ninh của chính họ trước mối đe dọa từ Nga. Cựu Tổng thống Trump hồi đầu năm nay đã nói với một quốc gia thành viên NATO rằng Mỹ sẽ không bảo vệ họ khỏi Nga nếu họ không đáp ứng các hướng dẫn chi tiêu của NATO và rằng ông sẽ khuyến khích Nga làm bất kỳ điều gì họ muốn. Một kế hoạch của EU và G7 nhằm giúp đảm bảo nguồn hỗ trợ dài hạn cho quân đội và tái thiết Ukraine cũng đang bế tắc. Hungary đang ngăn chặn sự thay đổi đối với các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào các tài sản đóng băng của Nga, vốn đóng vai trò cần thiết để cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bằng cách sử dụng số tiền thu được từ các tài sản đó, và nói rằng quyết định nên đợi đến sau cuộc bầu cử Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang vật lộn để đảm bảo Ukraine có những gì cần thiết cho cuộc giao tranh lâu dài, và ông Biden hiện đang rút hết tất cả khoản tiền quốc hội phân bổ cho Ukraine. Trợ lý ngoại trưởng phụ trách vấn đề Âu và Á-Âu James O'Brien cho biết trong một hội nghị ngày 18 tháng 10. Chính quyền Mỹ cũng đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào ngành quốc phòng Ukraine để nước này có thể tự sản xuất đạn dược, ông O'Brien nói. Theo ông, mỗi ngày chúng tôi đều xây dựng năng lực dài hạn cho Ukraine. Điều ấy sẽ giúp mang lại thành công cho Ukraine trong chặng đường dài. Tuy nhiên, phương Tây khó có thể bắt kịp Nga trong tương lai gần. Các quan chức NATO cho biết, riêng Nga đang sản xuất 3 triệu quả đạn pháo mỗi năm, trong khi NATO sản xuất tổng cộng chưa đến 2 triệu quả đạn pháo. Con số này đã tăng so với vài chục nghìn quả đạn pháo sản xuất mỗi năm cách đây vài năm,
nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Ukraine. Nga có thể duy trì mức sản xuất đạn dược cao trong ít nhất là năm tới, một quan chức cấp cao của NATO cho hay, bởi vì Moscow đang sản xuất các loại vũ khí công nghệ thấp như bom không dẫn đường và chuyển toàn bộ nền kinh tế sang trạng thái sẵn sàng cho xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Austin cố gắng trấn an các đồng minh rằng Mỹ đang nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị trong nước để tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine năm tới. Tại cuộc họp với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của NATO ngày 17 tháng 10, ông Austin và những người đồng cấp đã thảo luận về các chuỗi cung ứng quốc phòng để cố gắng xác định và tìm nguồn nguyên liệu thô cần thiết cho việc tăng cường sản xuất vũ khí. Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ tin tưởng liên minh sẽ không mất đi sự thống nhất của mình trong vấn đề Ukraine. Hỗ trợ Ukraine không phải là một hành động từ thiện, đó cũng là khoản đầu tư vào an ninh của chúng ta. Bởi vì cái giá phải trả để Tổng thống Vladimir Putin làm theo ý mình sẽ cao hơn nhiều cái giá cho việc hỗ trợ Ukraine, ông Mark Rutte cho hay. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập về địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.